Thùy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ hai, ngày 15 tháng Giêng. Video tiếp theo sẽ được phát hành trên channel Dự Phòng, Ngô Phong 247. Và sau đây là các nội dung tin đáng chú ý sẽ có trong phần 1 của chương trình. Tổng thống Biden và quan chức cấp cao Hoa Kỳ ngày càng mất kiên nhẫn với Thủ tướng Israel Netanyahu khi xung đột Gaza kéo dài 100 ngày. Đài Loan đã có tân tổng thống nhanh chóng nổ ra khẩu chiến trùng đầy. Biện lý quận Georgia Fanny Willis nói cáo buộc ngoại tình của đồng bị cáo Trump là có động cơ chủng tộc. Gần một nửa số người ủng hộ bà Haley nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Biden thay vì Trump, theo cuộc thăm dò mới nhất ở Iowa. Thời gian của tôi bên trong thế giới MAGA đã cho tôi thấy tất cả bí mật của nó. Tina Nguyễn, một nhà báo người Mỹ gốc Việt cho hay một quan tòa liên bang bắt quả tang ông Trump nói dối nhằm trì hoãn phiên tòa vụ phỉ bán nhà văn E. Carroll. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, Tổng thống Biden và các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ ngày càng trở nên thất vọng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và việc ông này từ chối hầu hết các yêu cầu gần đây của Hoa Kỳ liên quan đến cuộc chiến ở Gaza theo bốn quan chức hiểu biết về vấn đề nói với tờ Axios. Kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, cách đây 100 ngày, Tổng thống Biden đã dành sự ủng hộ Israel, cung cấp hỗ trợ quân sự và ngoại giao chưa từng có, mặc dù điều đó gây ra không ít áp lực chính trị trong năm bầu cử. Sự hỗ trợ đó vẫn tiếp tục công khai, nhưng theo các quan chức Hoa Kỳ, đằng sau hậu trường có dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của ông Biden đang dần cạn kiệt mọi thứ đang rất tồi tệ và chúng tôi bị mắc kẹt. Kiên nhẫn của Tổng thống đang hết. Một quan chức Hoa Kỳ nói với hãng tin Axios, Netanyahu liên tục phớt lờ Biden. Theo lời Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Van Hollen, người đã có mối liên hệ chặt chẽ với các quan chức Hoa Kỳ về cuộc chiến. Trong cuộc gọi căng thẳng ngày 23 tháng 12, Tổng thống Biden đã kết thúc cuộc nói chuyện với ông Netanyahu với câu kết. Cuộc trò chuyện đã kết thúc trước đó họ thường xuyên nói chuyện gần như mỗi ngày trong hai tháng đầu của cuộc chiến trước khi cúp máy ông netanyahu đã từ chối yêu cầu của tổng thống biden về việc israel phải giải phóng các khoản thuế thu của người palestine mà họ đang giữ lại john kirby phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia hoa kỳ đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của sự giảm sút trong giao tiếp nói với các phóng viên điều đó không nói lên điều gì về tình trạng của mối quan hệ Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự bực bội từ phía Hoa Kỳ. Sự thất vọng đang tăng lên theo một quan chức Hoa Kỳ tiết lộ. Nguyên nhân chính khiến tổng thống Biden bất bình là do thủ tướng Netanyahu không hợp tác trong các yêu cầu mà Hoa Kỳ coi là ưu tiên. Không chỉ vấn đề thu thuế, chính quyền ông Biden cũng tin là Israel không làm đủ để cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Hoa Kỳ cũng thất vọng về thái độ không nghiêm túc của ông Netanyahu trong việc thảo luận kế hoạch cho thời hậu chiến và biện từ chối kế hoạch của Hoa Kỳ về một chính quyền Palestine được cải tổ có vai trò trong Gaza sau Hamas. Các quan chức Hoa Kỳ giờ đây ngày càng lo ngại Israel sẽ không đáp ứng được lịch trình chuyển sang các hoạt động ở cường độ thấp tại Gaza vào cuối tháng Giêng, dựa vào tình hình hiện tại ở Gaza, đặc biệt là ở thành phố Khan Yunis phía Nam nếu Israel không giảm bớt đáng kể các hoạt động quân sự tại Gaza, điều mà các quan chức Hoa Kỳ đã nỗ lực thúc đẩy với hy vọng giảm thiểu thương vong của người Palestine, thì việc Tổng thống Biden duy trì mức độ hỗ trợ như hiện nay cho chiến dịch quân sự của Israel có thể trở nên khó khăn hơn. Khi được hỏi về những sự bất bình, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia cho tờ Axios biết, Chính quyền đang tập trung vào việc đảm bảo Israel có thể tự vệ trước Hamas đồng thời tìm cách tăng cường biện trợ cho Gaza nhằm giảm nhẹ đau khổ của dân thường Palestine và hợp tác với Israel để giải phóng tất cả các con tin. Chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Blinken vào tuần trước chỉ làm tăng thêm sự thất vọng của Tòa Bản Ốc và Bộ Ngoại giao, theo các quan chức Hoa Kỳ. Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý cho phép một đoàn nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc vào phía Bắc Gaza để đánh giá nhu cầu cho việc trở lại của dân thường Palestine trong tương lai nhưng đó là tất cả những gì ông sẵn lòng cung cấp cho blinken ngoại trưởng blinken đã thẳng thắn với netanyahu và hội đồng chiến tranh của ông nhấn mạnh kế hoạch của chính phủ israel cho ngày hậu chiến tranh là biển vùng theo các nguồn tin am hiểu cho biết ngoại trưởng blinken người đã có chuyến thăm đáng chú ý tới jordan saudi arabia uae và qatar trước khi đến israel cũng bày tỏ với giới lãnh đạo israel rằng không có quốc gia ả rập nào sẽ giúp họ trong việc tái thiết và quản lý gaza nếu israel không cho phép palestine đóng vai trò và không mở đường cho tầm nhìn chính trị cho người palestine trong chuyến đi, ông Blinken đã nhận ra rằng việc ông Netanyahu từ chối trả lại nguồn thuế thu Palestine đang cản trở nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy cải cách tại chính quyền Palestine. Theo thông tin từ hai nguồn tin quen thuộc với các cuộc họp của Ngoại trưởng, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nói với ông Blinken tại Ramallah, ông sẵn sàng thành lập một chính phủ mới theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ nhưng nhấn mạnh chính phủ này không thể hoạt động nếu không có nguồn tài chính, và thuế thu là một phần quan trọng trong ngân sách. Chính quyền Biden đang cố gắng thay đổi tính toán của ông Netanyahu bằng cách khôi phục nỗ lực đạt được một thỏa thuận lớn với Saudi Arabia, bao gồm một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Israel. Ngoại trưởng Blinken được cho là đã nói với ông Netanyahu rằng Saudi Arabia vẫn muốn bình thường hóa mối quan hệ sau khi chiến tranh kết thúc nhưng chỉ khi Israel cam kết với nguyên tắc giải pháp hai nhà nước. Mặc dù thừa nhận việc ông Netanyahu đồng ý với một thỏa thuận mở đường cho một nhà nước Palestine là khó tin, các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ muốn trình bày một tầm nhìn thay thế cho những gì nhiều người lo sợ sẽ là một cuộc chiến không hồi kết tại Gaza. Bên cạnh đó, chính quyền Biden cũng đang suy nghĩ về lâu dài và giữ kênh liên lạc mở với các nhân vật chính trị khác tại Israel trong chuyến thăm tuần trước, ông Blinken đã có cuộc họp riêng tư với bộ trưởng Gantz, người mà các cuộc thăm dò trong nước cho thấy có khả năng sẽ chiến thắng dễ dàng trong một cuộc bầu cử Israel nếu diễn ra ngay lúc này. Ông Blinken cũng gặp gỡ với lãnh đạo đối lập Yair Lapid và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant, đối thủ chính của ông Netanyahu trong đảng Likud của thủ tướng. Hiện tại, ông Netanyahu có vẻ sẵn lòng lắng nghe các bộ trưởng theo chủ nghĩa cực đoan trong chính phủ, hơn là những gì Tổng thống Hoa Kỳ nói. Theo lời Thượng nghị sĩ Dân chủ Van Hollen chia sẻ với tờ Axios, trong khi đó, Tổng thống Biden vào Chủ nhật tuyên bố chính quyền của ông sẽ tiếp tục nỗ lực giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ khi giao tranh ở Gaza bước sang ngày thứ 100. Hamas được cho là đã bắt giữ khoảng 240 con tin vào ngày 7 tháng 10 và hơn 130 người vẫn còn bị giam giữ, bao gồm 6 công dân Mỹ. Trong 100 ngày qua, họ đã sống trong sợ hãi cho mạng sống, không biết ngày mai sẽ đem lại điều gì. Trong 100 ngày qua, gia đình của họ đã sống trong đau khổ, cầu nguyện cho sự an toàn trở về của những người thân yêu. Ông Biden nói và nói thêm và trong mỗi ngày trong số 100 ngày đó, những con tin và gia đình của họ luôn là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí tôi khi tôi và đội ngũ an ninh quốc gia của tôi làm việc không ngừng để cố gắng giải phóng họ. Hôm nay, chúng ta đánh dấu một cột mốc đau thương và bi thảm. Lưu ý, chính phủ Israel và Hamas vào cuối tuần qua đã lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu đạt được thỏa thuận thông qua trung gian của Qatar để gửi thuốc men cần thiết cho các con tin đang bị giam giữ về thời sự châu Á, chỉ một ngày sau cuộc bầu cử, một cuộc đấu khẩu nảy lửa đã bùng phát giữa Đài Loan và Trung Quốc. Trung tâm của mâu thuẫn chính là những phát ngôn gần đây của Bắc Kinh mà Đài Loan cho rằng chúng là những bình luận sai lạc. Trong khi Trung Quốc lại chỉ trích Hoa Kỳ vì đã gửi lời chúc mừng tới tân tổng thống đắc cử của Đài Loan, ông William Lai, còn được biết đến với tên tiếng Việt Lai Thanh Đức. Cuộc khẩu chiến không chỉ là một sự kiện tin tức mà còn thể hiện của một vấn đề lớn hơn. Căng thẳng không hề giảm nhiệt liên quan tới số phận của Đài Loan. Nó cũng là một điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung và không loại trừ khả năng nếu không được giải quyết một cách khôn khéo sẽ dẫn tới xung đột quân sự trong tương lai. Chiến thắng của ông Lại Thành Đức cho thấy mang đi thụt lùi của Trung Quốc trong nỗ lực đưa Đài Loan về dưới quyền cai trị của họ Đảng dân chủ cấp tiến mà ông lại là thành viên ủng hộ việc duy trì tình trạng hiện thời ở Đài Loan, tự trị nhưng không tuyên bố độc lập chính thức. Điều này trong quan điểm của Đài Loan là cách duy trì hòa bình và tránh xung đột với Trung Quốc, bởi một tuyên bố độc lập chính thức có thể dẫn tới phản ứng quân sự mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh. Mặt khác, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi một thống nhất trong hòa bình, nhưng quan điểm đó dường như ngày càng xa vời. Phần lớn người dân Đài Loan tỏ ra phản đối mạnh mẽ với ý tưởng trở thành một phần của Trung Quốc, mà cụ thể là qua kết quả bầu cử vừa qua. Trong cuộc tranh luận, Đài Loan đã mạnh mẽ phản đối tuyên bố của Trung Quốc về việc coi hòn đảo là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Đối với Đài Loan, tuyên bố đó không chỉ là sai lệch mà còn đi ngược lại với xu thế quốc tế và tình hình thực tế tại eo biển của hòn đảo. Phản ứng từ phía Hoa Kỳ cũng rất đáng chú ý, ngoại trưởng antony blinken đã chúc mừng chiến thắng của ông lại thành đức đồng thời nhấn mạnh mong muốn hợp tác với nhà lãnh đạo đài loan đây là một bước đi thể hiện tiếp tục sự ủng hộ của hoa kỳ đối với các giá trị dân chủ còn bộ ngoại giao trung quốc lễ chỉ nhiên đã phản ứng mạnh họ cho rằng tuyên bố của ông blinken đã gửi một tín hiệu sai lầm trầm trọng tới những người ủng hộ phong trào đài loan độc lập Đồng thời, Trung Quốc nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã cam kết chỉ duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan, và việc này dường như đi ngược lại với cam kết đó. Chiến thắng của ông Lại Thành Đức đồng nghĩa với việc đảng Dân Chủ cấp tiến sẽ tiếp tục nắm giữ chức vụ tổng thống nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 4 năm, sau 8 năm dưới thời tổng thống Thái Anh Văn. Cần phải nhấn mạnh, ứng viên Lại Thành Đức đắc cử trong cuộc đua vô cùng khốc liệt với 3 ứng viên, chiếm 40% tổng số phiếu. Con số đó mặc dù không đạt đến mức đa số áp đảo như kỳ vọng nhưng vẫn đủ để ông bước vào văn phòng tổng thống vào tháng 5 sắp tới. Nhưng sự kiện không kém phần đáng chú ý chính là sự thay đổi trong cơ cấu quyền lực tại cơ quan lập pháp. Đảng dân chủ cấp tiến đã mất đi đa số ghế, khiến cho cuộc cạnh tranh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đảng Khô Minh Tăng hay còn gọi là Quốc dân Đảng, dù có số ghế nhiều hơn nhưng cũng không đủ để chiếm đa số. Nó mở ra cơ hội cho đảng nhân dân Đài Loan, một lực lượng mới nổi lên, giành được 8 ghế, trở thành yếu tố quyết định trong việc hình thành chính sách và định hình tương lai chính trị tại Đài Loan. Trong bối cảnh đó, một tuyên bố gây tranh cãi từ văn phòng các vấn đề Đài Loan tại Trung Quốc đã nhanh chóng được đưa ra, phản ánh quan điểm của họ về kết quả bầu cử. Họ tố cáo mà không có bằng chứng rằng đảng Dân Chủ cấp tiến không thể hiện được dư luận chính thống trên đảo. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng kết quả bầu cử, cũng như khẳng định sự độc lập và quyết tâm của Đài Loan trong việc bảo vệ sự lựa chọn của người dân trên hòn đảo. Quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc luôn là chủ đề nóng hổi trên trường quốc tế, đặc biệt khi quân đội Trung Quốc liên tục điều động chiến đấu cơ và chiến hạm tới không phận và vùng lãnh hải gần Đài Loan. Sự căng thẳng đó không chỉ ảnh hưởng đến khu vực mà còn có khả năng kéo theo sự tham gia của các cường quốc khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mặc dù không chính thức ủng hộ nền độc lập của Đài Loan nhưng phản đối mọi hành động thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Trở lại với Hoa Kỳ, Biện lý quận Fulton, bà Fanny Wallace, hôm Chủ nhật, đã bảo vệ năng lực của một công tố viên đặc biệt, bị tố là người tình mà bà đã thuê cho vụ Rico về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử ở Georgia. Sau khi một luật sư bào chữa cáo muộn, bà Wallace có hành vi không đúng mực về mặt chuyên môn. Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi lời buộc tội được đưa ra trong hồ sơ tòa, biện lý quận Fulton khẳng định rằng bà và viên công tố bị nhắm vào là vì họ là người gia đình họ chỉ chú trọng tấn công tôi, bà Fanny Wallace nói tại nhà thờ Big Battle AME ở Atlanta. Ngay lập tức, họ buộc tôi là đang dựa vào lý do phân biệt chủng tộc. Nhưng thực ra, không phải chính họ đang làm điều đó sao? Khi họ chỉ đặt câu hỏi cho tôi mà thôi. Những bình luận này là lần đầu tiên Wallace trả lời công khai về các cáo buộc, nhưng bà không xác nhận cũng như phủ nhận những lời buộc tội đối với bà và công tố viên đặc biệt Nathan Wade người đã hỗ trợ đưa ra cáo buộc chống lại ông Trump trong vụ can thiệp bầu cử. Bà gọi ông Wade là một người bạn tốt và một luật sư giỏi, cũng như một ngôi sao, nhưng không nhắc đến tên ông một lần nào trong bài phát biểu kéo dài hơn 30 phút của mình, theo tờ Atlanta. Công tố viên đặc biệt Nathan Wade bị cáo buộc có mối quan hệ tình cảm với bà Willis khi ông được bổ nhiệm vào vụ án, Hai người bị cáo buộc bởi đồng bị cáo Trump, Michael Roman, rằng họ đã có một mối quan hệ bí mật và không phù hợp khi bổ nhiệm vào vụ án recall này. Michael Roman, cựu lãnh đạo trong chiến dịch Trump 2020, đã đưa ra lập luận trong một hồ sơ tòa vào tuần trước. Sự toàn vẹn của vụ này đã bị ảnh hưởng do mối quan hệ được cho là của họ và đòi yêu cầu hủy bỏ tất cả các cáo buộc chống lại ông biện lý quận đã chọn bổ nhiệm người tình của bà ta, người luôn trong thời gian liên quan đến vụ án này là một người đàn ông đã có gia đình. Hồ sơ được đệ lên tòa viếng. Trong hồ sơ của Roman, cáo buộc ông Wade đã sử dụng một phần trong số 654.000 đô tiền phí pháp lý mà ông kiếm được từ vụ án để đưa bà Willis đi nghỉ mát tại thung lũng Napa, California, Florida và Caribe về phần mình trong bài phát biểu bà willis chỉ ra hai công tố viên khác cũng được giao vụ án anna green cross và john floyd đều là người da trắng và lưu ý chỉ có cáo buộc nhắm vào hai thành viên nổi bật gia đình trong đội ngũ công tố bà và ông wade bà fanny willis bày tỏ sự hoài nghi về ý định của những người chỉ trích bà có phải họ đang áp đặt quan điểm phân biệt chủng tộc không? Khi họ liên tục nói rằng tôi cần ai đó từ một nơi khác, một tiểu bang khác, để hướng dẫn tôi cách làm công việc mà tôi đã thực hiện suốt gần 30 năm qua. Bà đặt câu hỏi. Nữ biện lý quận Fountain đang lên kế hoạch nộp phản hồi chính thức đối với các cáo buộc. Người phát ngôn của bà cho biết, một khi hồ sơ phản hồi được nộp, thẩm phán tòa tối cao Fulton Scott McAfee cho biết ông sẽ lên lịch một phiên điều trần để giải quyết vấn đề. Một phát hiện mới đến từ cuộc thăm dò mới nhất của NBC News kết hợp cùng Demoin Register ở Iowa đã minh họa rõ hơn mức độ mà bà Howley đang thu hút sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, dân chủ và cộng hòa truyền thống, những người không dễ chịu với việc ông Trump làm chủ đảng Cộng hòa. Hầu như những cử tri Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu vòng sơ bộ ở Iowa cho biết, họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử 2024. Nếu ông trở thành ứng cử viên của đảng, bất kể ứng cử viên mà họ ủng hộ hiện nay. Tuy nhiên, điều này không đúng với những cử tri ủng hộ cựu đại sứ Nikki Haley, khi cần một nửa, 43% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Joe Biden, một đảng viên dân chủ, thay vì cho Trump. Nhìn chung, bà Hawley chiếm 20% cử tri ủng hộ tại Iowa, đứng vị trí thứ hai trong cuộc thăm dò, so với 48% của ông Trump. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 3 phần tư số người bỏ phiếu sơ bộ ở Iowa tin rằng ông Trump có thể đánh bại ông Biden bất chấp những vụ truy tố hình sự. Nhưng một lần nữa, đa số những người ủng hộ bà Hawley cho rằng ông Trump gần như không thể giành chiến thắng chung cuộc. Cuộc thăm dò này tại Iowa đã củng cố vị thế chống Trump của bà Haley với sự ủng hộ từ nhóm người phản đối ông. Mặc dù kết quả tại Iowa không đủ mạnh để thách thức Trump trực tiếp, nhưng ở New Hampshire, với tỷ lệ cử tri độc lập cao hơn, cơ hội của bà Haley có thể tăng lên, khiến cuộc đua trong đảng Cộng Hòa trở nên phức tạp hơn. Đáng chú ý, 71% cử tri Cộng Hòa tại Iowa sẵn lòng bỏ phiếu cho Trump trong năm 2024, trong khi chỉ có 11% ủng hộ tổng thống Biden 6% cho Robert Kennedy Jr và 8% cho ứng cử viên đảng thứ ba trong số những người ủng hộ Haley chỉ 23% sẽ chọn Trump so với 43% ủng hộ Biden điều này cho thấy những cử tri của bà Haley có quan điểm khác biệt rõ rệt chỉ 42% tin Trump có thể thắng Biden trong khi 54% nghĩ rằng Trump đang đối mặt với các cáo buộc hình sự sẽ không thắng được ứng cử viên đảng Dân Chủ. Tina Nguyễn, một nhà báo người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1991 tại Kitty, Texas. Cô hiện đang cư ngụ và làm việc tại Las Vegas, Nevada. Trong cuốn sách mới của mình mang tên Nhật ký Maga, những chuyến phiêu lưu huyền ảo bên trong phong trào cảnh hữu, và làm thế nào tôi rời khỏi đó, Nhà báo Tina Nguyễn đã chia sẻ với chương trình New Abnormal về hành trình của cô từ một sinh viên yêu thích tự do mọi thứ đến việc bị cuốn hút vào những ngày đầu của phong trào MaC, đã cho cô thấy tất cả bí mật của nó. Tôi bước vào thế giới bảo thủ với suy nghĩ rằng đó là một nơi khá thuần khiết, nơi mọi người muốn bảo tồn các tư tưởng của các cha đẻ sáng lập và tin vào tự do tư duy, tự do mọi thứ. Cô kể, nhưng dần dà tôi nhận ra ở cấp độ cá nhân, có rất nhiều người sẵn lòng làm bất cứ điều gì để chiến thắng về cánh tả, và họ được tung hồ cho hành vi của mình. Nguyễn cũng cho biết, những người trẻ bảo thủ như cô được các nhân vật phong trào ma cà hướng dẫn, hỗ trợ họ thăng tiến sự nghiệp. Họ tìm thấy một đám đông người yêu tự do, rải tiền và đưa họ đến các trại hè. Cô nói, tôi khá sốc khi thấy nhiều người có tầm ảnh hưởng chỉ cần đưa danh thiếp cho tôi và nói, hãy cùng nhau uống cà phê, có lúc tôi nhận được danh thiếp của Heidi Cruz và bảo, bạn rất triển vọng, hãy cùng nhau gặp gỡ. Khi bạn còn rất trẻ, việc được tiếp cận như vậy thật sự tuyệt vời, và bạn cảm thấy mình có món nợ với những người này. Nhưng đó là sự nghi thơ. Cô miêu tả cảm giác này như một mong muốn mãnh liệt trong việc gây ấn tượng và làm cho những người cô ngưỡng mộ trong phong trào tự hào về mình. Thưa quý vị, từ một số trải nghiệm của nhà báo Tina Nguyễn, có vẻ như có sự tương đồng giữa các chiến thuật trong bán hàng đa cấp và cách thức hoạt động của phong trào MAGA. Chẳng hạn, trong bán hàng đa cấp, người mới thường được hứa hẹn về cơ hội thăng tiến nhanh chóng và dễ dàng. Tương tự, Tina Nguyễn mô tả làm thế nào cô được các nhân vật phong trào MAGA hỗ trợ và định hình sự nghiệp, qua việc tham gia các sự kiện và nhận được lời mời kết nối. Thêm vào đó, sự hấp dẫn của việc tham gia vào một cộng đồng có vẻ ngoài lấp lánh, có thể rất quyến rũ. Tina mô tả cảm giác được chào đón và giới thiệu với những người có ảnh hưởng, tạo ra một không gian mà ở đó mọi người cảm thấy mình quan trọng và thông qua ảo giác được đánh giá cao. Một quan tòa liên bang mới đây đã bắt quả tăng ông Trump nói dối nhằm trì hoãn phiên tòa vụ phỉ bán nhà văn Eugene Carroll. Câu chuyện khởi đầu vào thứ Sáu vừa qua, thẩm phán Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu của luật sư Trump về việc hoãn phiên tòa phỉ bán bà Carol để ông Trump có thể tham dự lễ tang của mẹ vợ, tức mẹ đẻ của bà Melania, vào thứ Tư và thứ Năm tuần tới. Sau đó, vào Chủ nhật, thẩm phán Kaplan đã ban hành một thông báo bằng văn bản cung cấp thêm thông tin về lý do từ chối yêu cầu. Gần đây, luật sư Trump Alina Habba đã đề xuất rằng thân chủ của bà muốn làm chứng tại phiên tòa. Trong ý kiến cá nhân, thẩm phán Kaplan đã thách thức lời đề xuất đó và nhấn mạnh nếu phòng thủ của Trump kết thúc vào thứ Năm, chỉ còn lại lời khai của ông, tòa sẽ cho phép ông làm chứng vào thứ Hai, tức vào ngày 22 tháng Giêng. Lưu ý, không có yêu cầu nào bắt buộc Trump phải làm chứng trong vụ án này và trong phiên xử phỉ bán bà Carol trước đây, Trump từng tuyên bố sẽ làm chứng, nhưng sau đó đã chuông sang Scotland khi phiên tòa bắt đầu. Nhưng điểm thú vị nhất trong ý kiến của thẩm phán Kaplan lại nằm ở một trong hai chú thích ở cuối trang. Trong phần chú thích cuối trang, thẩm phán Kaplan đã chỉ trích ông Trump về việc gian dối lịch trình của ông nhằm trì hoãn phiên tòa. Ngài thẩm phán ghi chú, Tòa sau đó đã phát giác ra rằng ông Trump đã lên kế hoạch cho một sự kiện vận động tranh cử vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, ngày 17 tháng Giêng tại Portsmouth, New Hampshire. Đúng vậy, vào ngày mà ông nói với thẩm phán là ông cần đi để tham dự đám tàng của mẹ vợ, ông lại có một cuộc vận động tranh cử được lên lịch. Giờ đây, không chỉ nỗ lực trì hoãn phiên tòa của Trump bị từ chối, mà ông còn bị phơi bày là nói dối ngay khi phiên tòa sắp bắt đầu Giới chuyên gia pháp lý đang tự hỏi liệu luật sư của nhà văn Eugene Carroll có yêu cầu áp dụng biện pháp trừng phạt theo Điều 11 đối với ông Trump vì những lời khai gian dối của ông tại tòa hay không. Cựu công tố viên liên bang Andrew Weissman đã đặt câu hỏi liệu Carroll có yêu cầu áp dụng biện pháp trừng phạt theo Điều 11 không, và nói thêm rằng, nhưng một lần nữa hành vi của Trump thật phù hợp, phiên tòa này đang điều tra về việc ông ta liên tục phỉ bán ông Trump dự kiến sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt lớn trong phiên tòa thứ hai vụ E. Jean Carroll, bắt đầu vào thứ ba. Và nội dung tin mà Thụy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại video sáng nay của ngày 15 tháng 1 trên Ngô Phong Today. Và quý vị đừng quên đón xem video tiếp theo ở kênh Dự phòng Ngô Phòng 247. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!